Kiến nhiều quá mười ơi. Mọi người có biết đây mình chuẩn bị làm gì không? Đây. Đố mọi người biết mình sẽ làm cái gì? Đây, mình chỉ cho mọi người biết mình làm. Hello mọi người có biết đây là gì không? Nói cho mọi người biết đây là trái mướp khô. Mọi người có biết mình sẽ làm gì không? Đây. Cái này ở quê mình người ta làm được bông tắm nha mọi người, mà không biết mọi người đã từng tắm bằng bông này chưa. Đây mình sẽ xẻ nó ra để làm cái sản phẩm làm bông tắm, mọi người cùng theo dõi nha. Đây cho mọi người đầu cắt đây, đây do nó dài quá nên mình sẽ làm được hai cái. Mình cắt đây, mình sẽ cắt bỏ những phần không cần thiết nha mọi người, bỏ phần đầu đi. Ở quê chị tắm bằng bông này thôi mọi người, không có tiền mua mấy bông ta bán như thế. Với lại mấy bông để tắm cũng không sạch bằng bông quả quả mướp này. Đây do mình không mang dao, mang dao sẽ nó dễ hơn. Trước tiên mình lột cái này nha mọi người. Mình nên lột bỏ đây này đi. Lột cũng hơi dài lắm nhỉ. Đây chắc do nó mới gọi là mới mới khô tới sao. Nên nó hơi hơi cứng. Bốc cái này. Bắt tay đây. Đây mình cắt đôi nha để chia làm hai cái. Để tại quả mướp nó dài. Đấy. Tắm bằng bông này cực kỳ sạch luôn. Sạch như gì luôn. Mình xẻ ra. Đây do mình không mang mang dao. Xẻ bằng dao nó thế thôi, đây nó không được bén. Mổ y như kiểu mổ heo luôn mọi người. Tắm rồi. Ở quê chỉ tắm bằng loại này thôi mọi người. Đấy. Không không mất tiền mà lại được bông tắm đẹp. Đẹp, an toàn. Không hóa chất. Không kích thích. Cái này mình cắt bỏ đi. Đấy. Còn bên này tới cả lạnh làm bông tắm cho mọi người xem, để mọi người nếu muốn làm như mình thì có thể tự làm. Đấy. Đấy.
Đấy, còn một đường cuối cùng, một đường cắt cuối cùng. Đấy, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Đấy. Đấy, sau khi cắt xong mình nên đập cái đường mình cắt hồi nãy đi cho nó mềm nhá, để tắm cọ mọi người nó không đau. Chỗ mình đa số tắm bằng bông này không mọi người, người khác mình không biết, chỗ mình đa số tắm bằng không tắm như này. Đây. Không tốn tiền mua. Đấy. Đây mọi người. Đây khi đi tắm mình nên ngâm với nước rồi bỏ bột giặt mình vò giống kiểu vò quần áo để cho nó mềm. Xong mình rửa rồi tắm, ok. Đấy. Đây mọi người. Tắm bên này thôi nha mọi người, đừng tắm bên này, tắm bên này cọ thôi rồi liệt da luôn á. Đây. Đây. Đây là bồn tắm đã xong. Ôi, cảm ơn mọi người trong lúc thời gian rảnh rỗi hai vợ chồng mình làm được từng ngày mọi người. Đây được 2 4 6 8 cái. Đây còn một cái tí làm luôn, chưa đủ 10 cái nữa. Chỉ được 9 cái nữa. Để dành tắm này xài được cũng lâu đấy mọi người, xài được 2-3 tuần, cái xài được 2-3 tuần. Đây coi như video mình chia sẻ cho mọi người biết về bông tắm ở quê mình nha. Thôi mình cũng xin khép lại video của mình tại đây. Mình xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video của mình. Bye mọi người nhé. Bye.